Hello, xin chào các bạn. Cover tôi vừa nói các bạn có biết là gì không? Đấy chính là câu mà người Hàn Quốc khi gặp nhau thì bao giờ cũng chào nhau bằng một câu nói như vậy, không 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 có cái phân biệt là buổi sáng hay buổi trưa, mà đó là một cái thường trong cả ngày, lúc nào cũng có thể nói được. Các bạn đọc lại theo tôi nhé. Annyeonghaseyo, annyeonghaseyo, đó là câu chào khi gặp nhau. Thế còn câu chào khi tạm biệt thì khi nữa, một lát nữa khi mà chúng ta gặp lại nhau, thì chúng ta tạm biệt nhau thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn sau. Rất vui mừng được gặp lại các bạn trong buổi học thứ hai của chúng ta. Buổi học trước thì các bạn đã được làm quen với bảng chữ cái tiếng Hàn rồi. Không rõ là các bạn đã học thuộc cái bảng chữ cái đó chưa, và đã có thể tự đánh vần được được chữ cái tiếng Hàn để đọc ra thành chữ chưa. Buổi học ngày hôm nay thì để củng cố thêm cái phần chữ cái và luyện phát âm, thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục có một cái phần luyện viết và luyện đọc. Trong phần luyện viết này thì các bạn sẽ nhìn trên cái bảng mà tôi đã làm ở trên màn hình đây. Các bạn ghép cái phụ âm vào nguyên âm, thế và chúng ta miệng thì đọc, tay thì viết. Như đó đó là một cái cách học và một cái cách luyện rất là tốt để cho các bạn vừa quen mặt chữ và vừa có thể luyện đọc và phát âm được luôn nữa. Trước tiên thì đó đây là một cái bảng chữ cái, bảng bảng luyện viết Suki. Các bạn nhìn ở đây đó là Suki. Chúng ta luyện viết một số các cái phụ âm là yên, kiệt, nhiên, thiệt và liền. Chúng ta sẽ ghép những cái phụ âm này với các cái nguyên âm a, ơ, ô, u, ư và i. Trước tiên thì bây giờ như các bạn đã thấy là tôi đã viết mẫu một số chữ đấy, thì bây giờ chắc là các bạn đã biết cách viết rồi đúng không? Thì chúng ta sẽ viết vào đây. Các bạn không cố gắng là không cần nhìn phụ âm nữa, mà chúng ta nhớ luôn cái phụ âm ở trong đầu, xong sau đó chúng ta nhìn chữ cái ở trên và chúng ta viết như thế này, và miệng các bạn nên đọc theo luôn là gì nhỉ? Ơ đúng không? Thế và ví dụ như cái trường hợp này thì của chữ chữ của chúng ta là y. Và tôi xin nhắc lại một lần nữa là cái chữ yên này khi đứng trước nguyên âm thì nó sẽ là âm vô thanh, tức là các bạn không cần phải chú ý đến đọc nó, mà chỉ cần đọc cái nguyên âm đứng đằng sau nó mà thôi. Tiếp theo đó là chữ kiệt. Kiệt các bạn cũng ghép với cả các cái chữ cái bảng chữ cái của chúng ta ở đây. À, thế và ví dụ như là chữ ô chẳng hạn, kiệt. Xong sau đó các bạn chú ý để cho cái nét của chữ ô vào giữa của chữ kiệt như thế này. Đó. Tiếp theo là chữ liền. Các bạn cũng hoàn toàn có thể viết được đúng không? Tại vì nó cũng rất là dễ. Tiếp theo là thi gật và liền. Các bạn tuần tự theo cái tuần tự đó thì có thể tự luyện viết được. Cái phần này thì tôi không đi sâu vào nhiều, chúng ta tiếp tục chuyển sang cái phần luyện đọc của những cái phụ âm và những cái phụ âm và nguyên âm mà chúng ta vừa luyện viết xong. Các bạn có thể đọc ở trên này, ikki, tức là luyện đọc. Trước tiên thì đó là qua cái phần luyện đọc này thì tôi muốn cung cấp cho các bạn một số các cái từ thông dụng và đơn giản, dễ đọc, dễ viết, để cho các bạn vừa có thể luyện đọc những cái âm mà các bạn vừa vừa học xong. Thế và đồng thời chúng ta cũng biết thêm một số nghĩa của các cái từ sau. Trước tiên thì đó là cái âm yên. Các bạn đọc theo tôi nhé. Ai, ai, ô, y. Nghĩa thì tôi đã viết ở bên cạnh rồi, viết viết tiếng Việt ở bên cạnh rồi. Ai là đứa trẻ, thế và ui là quả dưa chuột. Tiếp theo đó là đến âm kiệt. Các bạn đọc theo tôi nhé. Ca cu, ca cu, cô kỳ, cô kỳ, khờ kỳ, khờ kỳ. Đó là đồ
Kaku là đồ gia dụng, tức là đồ mà các, nói chung các cái đồ dùng dụng cụ trong gia đình. Kuki thì là thịt, và nếu như sau này chúng ta sẽ học đến các cái từ ví dụ như thịt lợn hay thịt gà thì chúng ta sẽ cho cái tên cái thịt đó vào đằng trước, chứ không phải như tiếng Việt của chúng ta là thịt gà, nhưng mà đây của theo như cái trật tự của tiếng Hàn ấy, thì đó là phải cái từ gà đằng trước, xong sau đó mới đến cái từ thịt ở đằng sau. Tiếp theo thì đó là cái động cái từ chỉ vị trí kogi là ở đằng kia. Tiếp theo chữ nghiền, nghiền ghép với a thì là na, na có nghĩa là tôi, n có nghĩa là bạn, và nuna. Tôi sẽ giải thích thêm một chút về các cái từ này. Na có nghĩa là tôi, thế nhưng tôi, cái tôi này sẽ dùng ở trong những cái trường hợp là nói với những người ngang tuổi mình, với bạn bè và với những người mà mình thấy là đã cái quan hệ nó đã trở nên thân thiết rồi, và không cần phải giữ lịch sự, không cần phải phải tỏ ra là kính trọng người ta, thì chúng ta sẽ xưng xưng mình là tôi, thì có thể dùng từ na. Thế tương tự tương đương với nó thì từ nơ này cũng như vậy, là bạn là chỉ ngôi thứ hai, thế nhưng ngôi thứ hai nói với bạn bè. Còn trong trường hợp mà mình nhỏ, khi chúng ta nói chuyện với những người lớn tuổi, với những người lần đầu tiên gặp, và chúng ta cần phải tỏ thái độ lịch sự và tôn trọng kính trọng người ta, thì chúng ta sẽ dùng những từ khác, và sau này chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn sau. Trước tiên là ngày hôm nay thì để luyện cái âm niền này thì chúng ta làm quen với hai cái đại từ nhân xưng, là thứ nhất ngôi thứ nhất và ngôi thứ hai là na và nơ trước đã. Tiếp theo thì đó là cái từ chị, nuna, nuna. Chị ở đây người Hàn Quốc có hai cách gọi chị, hai cách dùng, tức là nếu như con gái cùng là con gái với nhau mà khi gọi một người thì lớn tuổi hơn mình thì gọi là chị, thì chúng ta sẽ dùng một từ khác, mà tôi có thể viết cho các bạn là Önni. Önni viết như thế này, cũng đây là chữ niền, chữ y, ơ và niền, Önni. Đó là cách gọi của con gái gọi con gái là chị thì chúng ta gọi là Önni. Còn Nuna thì là của cách gọi của con trai gọi con gái là chị. Ví dụ như là các bạn trai mà có chị gái chẳng hạn, thì đó thì gọi là Nuna, hoặc là với người ngoài cũng như vậy, mà khi mà người ta hơn tuổi mình thì mình gọi là Nuna, nhưng nếu là con gái thì phải gọi là, nếu hai người con gái với nhau thì phải gọi là Önni, các bạn chú ý điều đó. Tiếp theo chúng ta luyện tập đến phụ âm thi lực, các bạn đọc theo tôi nhé. Kutu, kutu. Tiếp theo ơ tì và nakata. Những cái từ này thì nghĩa của nó không có gì phải giải thích thêm. Kutu có nghĩa là giày, đôi giày. Ơ tì là động từ hỏi, động từ à là từ để hỏi. Khi mà các bạn muốn hỏi là đi đâu hay là ở đâu thì sẽ dùng từ ơ tì. Và nakata, nakata tức là đi ra. Đi ra khỏi một cái gì đó, khỏi nhà hay khỏi công ty thì chúng ta dùng cái từ nakata. Tiếp theo là phụ âm liền, liền. Có một điều chú ý ở liền này, đó là nếu liền đứng ở vị trí là phụ âm đầu của một từ thì chúng ta sẽ đọc là r. Chúng ta sẽ đọc là r nếu như nó là ở phụ âm đầu. Còn nếu như liền nó đứng ở vị trí là phụ âm cuối, ví dụ như thế này, ví dụ như là chữ thị gật của chúng ta với chữ a, thà, nếu bình thường các bạn đọc là thà đúng không, nếu có liền là đứng ở vị trí phụ âm cuối thì khi đó nó sẽ được phát âm là chữ l, tức là thà, thà. Các bạn có thể uốn lưỡi để có để có phát âm được rõ cái chữ L ở ở đằng cuối câu này, ở đằng cuối từ này, đó là thà, thà. Thế còn trường hợp như ở đây liền đứng ở đầu từ thì chúng ta sẽ đọc là phát âm là R, tức là thari, 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 các bạn nhớ chưa nào. Tiếp theo tương tự như vậy thì liền ở đây cũng đứng ở vị trí là phụ âm đầu, chúng ta đọc là
Nara, Nara, Nara. Đây cũng như vậy. Uri, Uri. Ở trong những từ này thì riêng từ Thari này có hai nghĩa, đó là chân, chân, bắp chân của chúng ta đó. Thế và nghĩa thứ hai nữa là cây cầu. Từ tùy theo từng cái ngữ cảnh mà các bạn sẽ hiểu được nó dùng theo nghĩa nào. Tiếp theo đó là từ đất nước, Nara. Nara là đất nước, không có nghĩa nào khác. Và Uri là chúng tôi. Chúng tôi thì không, ở trong tiếng Hàn thì không có cái sự phân biệt giữa chúng tôi và chúng ta như là tiếng Việt chúng ta. Thế thế và các bạn chỉ có dùng chỉ cần hiểu nó với một cái nghĩa đơn giản là chúng tôi là được. Thế và trong trường hợp đây là trường hợp mà Uri, tức là khi mà nói một cách khách quan, một cách thông thường. Thế còn khi mà các bạn muốn nói chúng tôi thế nhưng mà lại để muốn là kính trọng người đối diện thì chúng ta khi đó chúng ta sẽ có một cái từ khác. Sau này thì tôi sẽ giới thiệu với các bạn. Bây giờ nhân đây thì tôi cũng nói thêm là như các bạn vừa thấy là tôi đã có nhấn mạnh về cái sự là kính trọng đối phương khi mà dùng từ đó. Thì trong tiếng Hàn có một cái quy tắc gọi là phép kính ngữ. Tiếng Hàn sẽ gọi là kyeongeopop. Đây là tôi có nói bổ sung cho các bạn thôi. Sau này chúng ta sẽ học một bài riêng về cái này. Và trong tất cả các hội thoại của chúng ta thì chúng ta sẽ thấy là cái phép kyeongeopop này, phép kính ngữ này, nó được thể hiện và nó được sử dụng rất nhiều, và không phải rất nhiều mà là luôn luôn có trong các cái hội thoại của người Hàn khi mà nói chuyện với người trên. Kyeongeo, các bạn có thấy hơi giống tiếng Việt của chúng ta không? Tiếng Hàn cũng chịu ảnh như tiếng Việt của chúng ta, đó là chịu cái ảnh hưởng của văn tự chữ Hán rất là lớn, tức là ít nhất là có 60% trong tiếng Hàn là còn lại là chữ Hán. Thì cho nên là cái âm, đôi khi các bạn sẽ thấy là cái âm của tiếng Hàn khi mà chuyển sang tiếng Việt nó hơi giống nhau. Ví dụ như là kyeongeo thì chúng ta thì tiếng của chúng ta là kính ngữ, và pop tức là pháp. Đấy, tức là phép tức là pháp, thì có thể là pháp luật trong trường hợp còn trong một số trường hợp nó có thể là pháp luật, nhưng ở đây thì nó có thể thì pháp, tiếng Hàn thì nó có nghĩa là phép tắc, quy tắc đấy. Thì các bạn có thể tham khảo thêm như vậy. Tiếp theo chúng ta sẽ sang phần luyện viết sư ki, luyện viết của các phụ âm niềm, piệp, siệp, thiệt và thiệt. Tương tự như lúc trước chúng ta đã luyện viết thì bây giờ những cái trường hợp này các bạn cũng viết như vậy thôi, ở trong theo từng ô một. Thế và ghép các phụ âm với nguyên âm. Và trong trường hợp này thì trong cái bảng này thì nó có một số các cái nguyên âm ghép đó. Ví dụ như là ia hay là iơ hay là iu, iu, thì các bạn nên cố gắng là luyện đọc thật nhiều. Tôi sẽ cùng đọc với các bạn và các bạn đọc theo tôi nhé. Trước tiên là phụ âm niềm. Các bạn có thể không phải nhìn thấy niềm và nhớ trong đầu chúng ta là đang đọc cái dòng niềm. Chúng ta sẽ đọc theo một hàng ngang ghép với các cái nguyên âm ở đây. Các bạn đọc theo tôi nha. Ma, mia, mơ, mia, mô, mio, mu, miu, mư và mi. Tiếp theo các bạn có thể tự luyện viết được. Cái này, phần này thì tôi sẽ bỏ qua và không giới thiệu nhiều nữa, bởi vì là chắc là các bạn đã hiểu biết hết cách viết rồi đúng không ạ? Thế và bây giờ tôi sẽ lần lượt đọc hết một dọc cái bảng này để cho các bạn đọc theo nhé. Các bạn đọc theo chúng tôi. Pa, pia, pơ, pia, pu, pio, pu, piu, pư và pi. Tiếp theo là chữ gì nhỉ? Siệp. Các bạn đọc cùng tôi. Sa,
xia, sơ, xia, su, xiu, su, xiu, sư, xì, và chữ triệt, trà, chia, chờ, chiều, chủ, chiều, chu, chiều, chư, chỉ. Tiếp theo là chữ gì nhỉ? Chữ hiệt. Các bạn đọc cùng tôi. Ha, kia, hơ, hiơ, hô, hiu, hu, hiu, hư, hi. Các bạn đã đọc được chưa nhỉ? Chúng ta sẽ chuyển tiếp sang phần viết. Xin lỗi các bạn, chúng ta sẽ chuyển tiếp sang phần luyện đọc. Với phụ âm niềm thì chúng ta sẽ có một số từ sau đây. Các bạn đọc theo tôi nha. Namu, namu. Mari, mari. Omoni, omoni. Về nghĩa thì mấy lời này không có vấn đề gì cả. Các bạn cứ nhớ những cái nghĩa như trên, như tôi đã ghi ở trên bảng là được. Namu nghĩa là cây, cái cối đấy. Mori là đầu. Và Omoni là mẹ. Omoni là từ mẹ, thế nhưng mà có ý nghĩa trang trọng một chút. Thế còn nếu khi mà con nhất là con gái thường gọi mẹ một cách thân mật thì người ta dùng từ Oma. Các bạn có thể tham khảo thêm. Các bạn nên ghi những cái từ mà tôi ghi thêm vào ở trên này vào vở và viết nghĩa ra thì để cho chúng ta dễ học dễ nhớ. Oma nghĩa cũng với nghĩa là mẹ, thế nhưng mà dùng một cách gọn, một cách thân mật hơn. Tiếp theo các bạn đọc đến chữ phiệp. Các bạn đọc theo tôi. Panana, panana. Các bạn có nhận ra điều gì không nhỉ? Panana rất là giống, nghe rất là giống từ của tiếng Anh đúng không? Tức là người Hàn. Do là ở Hàn Quốc không có chuối, thế thành ra là tất cả chuối người ta đều phải nhập khẩu. Thế và nhập khẩu vì và chính vì không có chuối, thế cho nên là người ta không có một cái tên gọi riêng bằng tiếng Hàn. Thế cho nên người ta đã phiên âm tiếng Anh ra. Và người Hàn có một cách dùng rất là phổ biến, đó là họ cứ phiên âm tiếng Anh theo những cái cách của họ ra tiếng Hàn, thế xong họ đọc như vậy. Thì đây là một cái trường hợp ví dụ như là đây các bạn thấy panana có nghĩa là chuối, pinu xà phòng, gapi là con bướm. Các bạn đọc lại một lần nữa theo tôi nha. Panana, pinu, gapi. Tiếp theo đến chữ xiọt. Sô là con bò. Sô, xe là con chim. Sơ tà, sơ tà có nghĩa là đứng. Ở đây lần đầu tiên thì xuất hiện cái từ tà này. Tôi sẽ giới thiệu luôn với các bạn. Tà này có, khi mà có cái chữ tà này ở đằng sau thì đây là dấu hiệu đó là một động từ hoặc là một tính từ. Động từ và tính từ luôn luôn kết thúc, nếu là ở dạng nguyên thể thì nó sẽ luôn luôn có dạng là tà, trước đó là một cái động từ hay tính từ gì đó. Thì ví dụ như ở đây là sơ, sơ tà có nghĩa là đứng. Thì nhìn như này thì các bạn có thể phân biệt được ngay đó là động từ đúng không. Thế còn ví dụ như những cái trường hợp như thế này là danh từ không có chữ tà này thì có nghĩa đó là danh từ sô hay là xe. Tiếp theo chúng ta sẽ luyện tập phần chữ triệt. Các bạn đọc theo tôi. Chi cu, chi cu. Mô trà, mô trà. Và achumani, achumani. Chi cu là từ xuất phát từ tiếng Hán. Từ tiếng Hán các bạn có thể đoán ra là gì không? Tức là địa cầu. Địa cầu thì có nghĩa là trái đất. Thế và từ này thì sẽ người ta lấy cái phần âm từ tiếng Hán sang. Thế và sau này khi mà các bạn đã học nhiều lên, có một cái số lượng từ tương đối, có một vốn từ tương đối rồi, khi đó các bạn sẽ có thể tự đoán được một số từ. Bởi vì nó, các bạn thấy là các bạn sẽ nhận ra là nó sẽ giống với tiếng Hán Việt của chúng ta khá nhiều. Thế chỉ có điều là
khi các bạn học nhiều thì tôi sẽ nói thêm là cái cách sử dụng tiếng Hán của người Hàn và người Việt chúng ta có thể cùng một là cùng khi đọc sang thì nó cùng là một từ, thế nhưng cái nghĩa nó có thể sử dụng khác nhau thì chúng ta sẽ phải chú ý cái điều đó. Thế nhưng mà trước hết với những cái từ dễ như thế này thì chúng ta nếu các bạn tinh ý ra một chút thì các bạn sau này học lên nhiều thì các bạn sẽ có thể tự đoán được nghĩa của những cái từ đó và khi mà thấy là cái âm của chúng giống nhau. Mấy trường hợp ở đây tôi đơn cử ví dụ như là chi cù tức là địa cầu, các bạn có thấy giống không, chi tức là địa, thế và sang nghĩa tiếng Việt là trái đất, còn mô cha thì là mũ. Achumani, Achumani thì dùng để gọi những người lớn tuổi, những người phụ nữ lớn tuổi mà thường là không phải là họ hàng của mình. Ví dụ như là gặp những cái bà, những cô mà ở các cái hàng quán ăn chẳng hạn, mà những người mà lớn tuổi rồi như về người Việt chúng ta thì có thể gọi là cô hay là bác ấy, thì các bạn có thể gọi bằng cái từ là Achumani. Và tiếp theo đó là phụ âm hiệt, các bạn đọc theo tôi. Ohu nghĩa là buổi chiều. Hosu nghĩa là hồ, cái hồ. Hori nghĩa là lưng. Hori các bạn có thể đọc theo tôi lại một lần nữa các cái từ trong bảng này. Namu, Mori, Omoni, Hanana, Pinu, Napi, So, Se, Sơ Đảo, Chi Cu, Mô Cha, Achumani, Ô Hu, Hô Su, Hơ Ri. Phần tiếp theo mời các bạn chuyển sang phần luyện viết của các phụ âm triệt, khiệt, thi gật và kiệp. Đây các bạn còn nhớ gọi là những phụ âm như thế nào không nhỉ? Phụ âm bật hơi. Tức là khi phát âm các bạn phải bật được hơi ra ở miệng thì mới gọi là phát âm chuẩn. Thế và để trong những cái lúc một phần đầu như thế này có thể các bạn chưa quen đấy thì các bạn nên để tay trước miệng. Thế và khi thấy có hơi bật ra thì tức là các bạn đã phát âm được chuẩn. Các bạn đọc theo tôi nhé, cái những cái phụ âm như thế này thì các bạn nên luyện thật nhiều để cho chúng ta quen và có thể phát âm chuẩn. Các bạn ghép các cái phụ âm này với tất cả các nguyên âm ở đây. Các bạn đọc theo tôi nha. Cha, chia, chờ, chiều, chô, chiều, chu, chiều, chư, chi. Các bạn đọc được không ạ? Tiếp theo đó là chữ khiển, khiển. Kha, khia, khơ, khiều, khô, khiều, khu, khiu, khư và khi. Tiếp theo đó là chữ thiệt. Tha, thia, thơ, thiều, thô, thiêu, thu, thiu, thư và thi. Chữ phiệp. Từ chữ này tương đương với chữ F của chúng ta đúng không? Như chữ F của chúng ta. Các bạn đọc theo tôi. Pha, phia, phơ, phiở, phô, phiểu, phu, phiu, phư và phỉ. Phần luyện viết thì chắc là các bạn đã rất là rõ rồi, thành ra là tôi sẽ không viết lên đây nữa và các bạn về nhà tự luyện tập tự viết. Các bạn chỉ cần ghi ra vở của mình, nhớ ra vở của mình bốn cái phụ âm này, thì xong sau đó các bạn về nhà tự ghép với tất cả các cái nguyên âm còn lại thì để chúng ta có thể luyện được viết dễ dàng. Tiếp theo mời các bạn chuyển sang phần luyện đọc của những bốn phụ âm bật hơi. Các bạn đọc theo tôi. Cha có nghĩa là ô tô. Sau này khi các bạn học thêm thì sẽ thấy rằng từ cha này có thêm một nghĩa nữa, đó là trà, có nghĩa là trà, trà uống ấy, thì cũng có nghĩa thì cũng dùng từ 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 cha này. Các bạn đọc lại. Cha,
các bạn phải bật hơi ra khỏi thì mới là để mà đúng. Nếu như chúng ta không bật hơi, tức là nó sẽ chuyển sang cái chữ này, chà, chà, chà tà, có, nó sẽ có một nghĩa khác. Các bạn sẽ có thấy nó có một nghĩa khác, đó là ngủ. Các bạn ghi vào, ngủ, đây là chữ thi vật, đây là chữ thi vật. Và như ban nãy tôi đã nói thì khi có chữ tà đằng sau thì các bạn thấy nó, đây là dấu hiệu nó là một động từ đúng không? Chà tà có nghĩa là ngủ, thì cho nên các bạn phải chú ý phát âm thật chuẩn. Hoặc là nếu các bạn phát âm mà nó không bật hơi nhưng nó lại bật tiếng mạnh ra, khi đó nó sẽ chuyển thành chữ cha, đúng không? Cha tà. Nếu như các bạn phát âm thành cha tà thì nó sẽ có nghĩa là mặn, vị mặn của muối đấy. Thế cho nên là tôi luôn luôn nhắc các bạn là phải phát âm những cái âm bật hơi này thật chuẩn, để phòng trường hợp là khi các bạn phát âm mà nó nhầm sang cái chữ khác thì nó sẽ sang một cái nghĩa hoàn toàn khác, và sẽ dẫn đến cái sự hiểu lầm đôi khi là rất là tai hại. Thì các bạn chú ý nhé, cái chữ này, chữ cha là có nghĩa là ô tô và trà. Tiếp theo đó là cô chu. Cô chu có nghĩa là ớt. Chi ma. Chi ma có nghĩa là váy, váy của các bạn nữ đấy. Chi ma, đây là váy, thường là chỉ cái váy, cái chân váy thôi. Còn khi mà các bạn chỉ cái váy liền thì nó sẽ có những cái từ khác, sau này chúng ta sẽ cùng học sau. Còn bây giờ các bạn chuyển sang phần luyện đọc của chữ khiểu. Khiểu khô có nghĩa là cái mũi, khô. Và khi, khi có nghĩa là chiều cao. Khư tả có nghĩa là to hay là lớn. Đây là khư tả to lớn, tức là một tính từ đúng không? Bởi vì nó có cái đuôi tà ở đằng sau. Khi mà dùng trong hội thoại thì cái chữ tà này nó sẽ mất đi, mà các bạn sẽ phải chia động từ hoặc là tính từ. Và theo cái phép kính ngữ mà ban nãy tôi đã giới thiệu, tức là tùy vào cái sự kính trọng, cái mức độ kính trọng của bạn đối với người đối diện mà bạn sẽ dùng cái đuôi này, bạn sẽ phải chia cái đuôi này khác nhau. Cái đó thì chúng ta sẽ học trong những cái bài sau. Trước tiên là hôm nay tôi giới thiệu để các bạn nắm sơ qua được về kính pháp của tiếng Hàn như vậy thôi. Tiếp theo chúng ta sẽ sang cái phần luyện chữ thi lực. Các bạn đọc theo tôi. Xích thắc. Xích thắc. Thắc là bàn, còn xích có nghĩa là thực, tức là ăn. Theo tiếng Hán, xích là thực, là ăn. Xích thắc ghép vào với nhau thì thành bàn ăn. Tha cha kỳ. Tha cha kỳ có nghĩa là máy đánh chữ. Tomato. Tomato có nghĩa là cà chua. Các bạn cũng thấy cái từ cà chua này, tomato, chính là tiếng Anh, từ tiếng Anh phát âm sang đúng không? Tiếp theo chúng ta sẽ luyện tiếp đến phần chữ phiệp. Phiệp, các bạn đọc theo tôi nhé. Pha. Pha có nghĩa là hành. Photo. Photo có nghĩa là nho, quả nho đấy. Và phiêu. Phiêu là vé hay là phiếu. Vé đi xem phim ví dụ như thế, thì chúng ta sẽ thêm cái từ phim ở đầu, xong sau đó đến chữ phiêu thì sẽ thành vé đi xem phim. Tiếp theo chúng ta sẽ, các bạn sẽ chuyển sang cái phần luyện viết của một số cái phụ âm ghép như thế này. Các bạn đọc theo tôi. Chữ đây là chữ gì nhỉ? Là không, nó không có cái tên, cái phần tên thì như tôi đã giới thiệu với các bạn đấy, thì đây nó gọi là sang kiểu, sang thi vật, sang phiểu, sang xiểu và sang triệt. Các bạn ghép cùng với cả các nguyên âm ở trên này và đọc theo tôi nhé. Ca kia, cơ kia, cô kiều, cu kiều, cư kỳ. Các bạn có thấy là tôi đã đọc cho nó mạnh lên không? Khác với nếu như chỉ có một chữ kiều thôi thì chúng ta sẽ đọc là thà thà. Nhưng khi nó là sang kiều, cái sang kiều
thì chúng ta sẽ nghe đọc là ca, ca, đúng không ạ? Tiếp theo đó là chữ khigật. Các bạn cũng ghép vào với các nguyên âm và đọc theo tôi. Ta, tia, tơ, tiờ, tô, tiều, tu, tiều, tư và ti. Tiếp theo là chữ sang tiệc. Pa, pia, pơ, pia, po, pio, pu, piu, pu và pi. Tiếp theo là chữ sang xiọc. Các bạn đọc theo tôi. Sa, xia, sơ, xiờ, sô, xiu, su, xiu, sư và si. Và đến chữ sang triệt, các bạn đọc theo tôi. Cha, cha, chơ, chiờ, chô, chiều, chu, chiều, chư và chi. Đó là phần các bạn vừa luyện viết và vừa luyện phát âm. Chúng ta tiếp tục chuyển sang phần luyện đọc của các âm bật của các âm phát âm mạnh lên như thế. Trước tiên là chữ xăng kiểu. Các bạn đọc theo tôi nhé. Ca chi, ca chi. Ca chi có nghĩa là đến. Đối với cái từ là từ đâu đến đâu đấy, thì từ đâu thì các bạn khi đó thì các bạn sẽ dùng nó phụ, nó phụ, còn phụ thuộc vào từ đâu đến đâu, ví dụ như là địa điểm hay là thời gian thì nó sẽ dùng cái từ từ nó hơi khác một chút, thì đó tôi sẽ giới thiệu với các bạn sau. Trước tiên là hôm nay chúng ta học từ đến, từ đâu đến đâu, không phải là ví dụ khi mà chúng ta đến một cái địa điểm nào đó thì lại dùng từ khác, ví dụ như là đến công ty, đến trường học chẳng hạn, thì khi đó chúng ta sẽ dùng một cái động từ đến khác. Còn đây là nó như là một phụ từ, từ đâu đến đâu chỉ về địa điểm hay là về thời gian. Tiếp theo là kori. Kori tức là cái đuôi của động vật. Kumita. Kumita tức là trang trí, ví dụ như là trang trí nhà cửa hay là trong trang trí góc phòng của các bạn chẳng hạn, thì dùng cái từ gọi là kumita. Tiếp theo là từ chữ sang thiệt. Các bạn đọc theo tôi. Ti, ti có nghĩa là thắt lưng. Đây là từ thuần Hàn, còn với người Hàn hiện đại bây giờ thì thường người ta dùng cái từ thắt lưng này, người ta dùng tiếng Anh, theo tiếng Anh rất là nhiều đó. Thì nhưng mà các bạn có thể cứ dùng cái từ ti này thì cũng không sao cả. Tiếp theo là tư tả. Tư tả có nghĩa là nổi, động từ đúng không? Các bạn nhìn thấy chữ tà đây thì có thể thấy nó là từ nổi, hoặc là các bạn có thể đoán nó từ tiếng Việt sang cũng được. Tiếng Việt thì rõ ràng là nổi là động từ rồi. Thế nhưng mà ở để phân biệt ở trong tiếng Hàn thì các bạn có thể thấy có chữ tà, tức là biết chúng ta hiểu rằng đó là động từ hoặc tính từ. Tiếp theo là chữ ta tà. Ta tà là động từ hái, hái quả trên cành cây, hoặc là trong tiếng Hàn người ta có thể có người ta hay dùng cái từ hái này là khi mà anh khi mà mình thi được một cái bằng nào đó chẳng hạn, hoặc là chúng ta nhận được một giải thưởng nào đó chẳng hạn, thì người ta cũng hay rất là hay dùng cái từ hái này, hái gặt hái được một cái giải thưởng, hay là gặt hái được một cái chúng ta vừa mới đỗ thi đỗ vào một cái chứng chỉ nào đó chẳng hạn, khi đó thì người ta cũng thường dùng cái từ hái này. Hôm nay thì chúng ta sẽ đi vào những cái ví dụ cụ thể sau. Trước tiên là hôm nay thì tôi giới thiệu với các bạn như vậy thôi. Từ tiếp theo đó là ta rư tả. Ta rư tả là theo, làm theo một cái gì, hay là đi theo, hay là gì đó, thì chúng ta dùng từ ta rư tả. Tiếp theo là sang việc. Các bạn đọc cùng tôi. Puri. Puri có nghĩa là rễ cây. Ta rư tả. Ba rư tả có nghĩa là nhanh. Appa, appa. Đây là từ cha, hay là nếu như là miền Bắc thì là bố đấy.
Đây là từ tương đương với từ âm ma mà ban nãy tôi đã giới thiệu với các bạn, tức là gọi bố mẹ với một cách thân mật. Còn nếu như tương đương với từ âm ni, tức là mẹ mà gọi một cách kính trọng của tiếng Hàn, thì cha, thì chúng ta có một từ khác, đó là từ apochi. Các bạn biết như sau. Apochi có nghĩa là bố. Và nếu như gọi thân mật thì có thể các bạn có thể gọi là appa, appa. Và tiếp theo từ paputa, paputa có nghĩa là bận, paputa. Tiếp theo là chữ sang xiao. Các bạn đọc theo tôi nhé. Sa ta, sa ta rẻ. Sư ta, sư tà có nghĩa là viết. Riêng cái từ sư tà này nó còn có nghĩa khác nữa, còn có hai nghĩa khác nữa, tức là tổng cộng nó có ba nghĩa đấy. Đó là sư tà còn có nghĩa là đắng, vị đắng. Nghĩa thứ ba nữa đó là sử dụng một cái gì đó, dùng một cái gì đó, thì chúng ta cũng có thể dùng từ sư tà tùy theo ngữ cảnh mà chúng ta sẽ người ta sẽ nhận biết là chúng ta dùng theo cái nghĩa nào. Thế còn bản thân nó thì là có ba nghĩa như vậy. Trong trường hợp này tôi chỉ biết một nghĩa thôi, đó là viết. Tiếp theo đó là từ achersi, achersi có nghĩa là chú. Chú ở đây thì không có nghĩa là chú trong gia đình, mà là người thường là người ta chỉ những người đàn ông khi đã có vợ, có đã khi đã kết hôn, thì từ đó thì đi người ta gọi là achersi. Hoặc các bạn gặp khi gặp ở ngoài đường với những người không quen mà lớn tuổi thì chúng ta có thể gọi là achersi, achersi. Còn với những người thanh niên người ta phân biệt là khi gọi là achersi tức là người đó đã có vợ. Tiếp theo đó là chữ sau tà, sau tà có nghĩa là cãi nhau, sau tà. Các bạn đọc cùng tôi lại một lượt nữa tất cả các cái từ có trên bảng này. Các bạn đọc theo tôi nhé. Cá chi, cá chi. Cô ri, cô ri. Cú mi tà, cú mi tà. Ti, ti. Tư tà, tư tà. Tá tà, tá tà. Ta rư tà, ta rư tà. Puri, puri. Pa rư tà, pa rư tà. Appa, appa. Paputa, paputa. Sa tà, sa tà. Sư tà, sư tà. Achasi, achasi. Và sau ta, sau ta. Chúng ta tiếp tục chuyển sang phần luyện tập các nguyên âm ghép. Như các bạn thấy tôi có ghi ở đầu đây, ví dụ như là nguyên âm e, nguyên âm e, nguyên âm ie, nguyên âm ie, nguyên âm chữ o ghép với chữ a thì thành oa, chữ o ghép với e là uề, và chữ O ghép với chữ Y thì cũng đọc là Ê, Ua, Ua, Uy và Uy. Tương đương với các cái nguyên âm đó thì tôi đã lấy một số các cái từ, một số ví dụ đơn giản, dễ để cho các bạn có thể luyện được các cái nguyên âm đó khi ghép lại với nhau thì chúng ta đọc như thế nào. Trước tiên các bạn đọc theo tôi nha. Kemi, kemi, tức là con kiến. He, he, mặt trời. Từ he này cũng có một nghĩa nữa, đó là năm. Năm, một năm thì theo tiếng Hán có thì có nghĩa là he, thì có thể dùng từ he. Tiếp theo là đến từ con chim, xe, xe, con chim. Với nguyên âm e thì kê, kê có nghĩa là con cua. Xê kè, xê kè, C kè có nghĩa là ba cái. Sau này khi các học số đếm thì các bạn sẽ biết C có nghĩa là ba.
Còn ke thì có thì đây đây chính là đơn vị chỉ cái, tức là dịch ra tiếng Việt của chúng ta như là ba cái hay là ba chiếc gì đó đấy, là xê kè, xê kè. Tiếp theo các bạn đọc từ chê chù, chê chù có nghĩa là thể dục tập, cái môn học là cái môn tập thể dục buổi sáng đấy, thì người ta dùng từ là chê chù, chê chù. Tiếp theo các bạn luyện sang chữ ya. Ya, chữ ya này thì thực ra cũng không xuất hiện nhiều trong tiếng Hàn. Ví dụ như là chữ iyaki, iyaki có nghĩa là câu chuyện. Thế nhưng khi chúng ta viết tắt lại thì nó sẽ là yeki, yeki. Đây là một từ và đây là từ chính gốc, còn đây là từ viết tắt. Và cái từ yeki này thì người ta cũng dùng rất nhiều trong văn nói. Văn viết thì người ta sẽ phải viết cái từ chính này, nhưng trong văn nói thì người ta cũng dùng cái từ yeki này khá là nhiều. Tiếp đến là chữ ye. Các bạn đọc theo tôi, si kê, si kê. Khi đọc thì chúng ta khi mà đọc nhanh lên ý, thì có thể là sẽ không nhận ra được là si là chữ e hay là chữ y, bởi vì chúng ta đọc nó luyến vào thì chúng ta cũng si kê với si kê nó cũng nghe nó rất là giống nhau, và các bạn cũng khó phân biệt. Thực tế là người Hàn người ta cũng 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 khi đọc thì cũng rất là khó phân biệt cái chữ e hay là y này. Thế cho nên có một cách, chỉ có một cách thôi, là các bạn phải học thuộc cái từ đó bằng cách là khi mà ví dụ các bạn học từ đồng hồ thì các bạn phải nhẩm ở trong miệng là si kê, và các bạn tay các bạn phải viết ra thì chúng ta mới có thể nhớ được. Học thuộc nó, nhớ được nó là e hay là y. Và tiếp theo là từ p, p có nghĩa là phổi. Tiếng Hán của nó là phế đấy. Các bạn có thấy nó rất là giống nhau, cái âm của nó rất là giống nhau đúng không? Phế tức là phổi. Thì tiếng Hán đọc là p, p. Tiếp theo đến âm oa. Chúng ta có từ xa qua. Xa qua có nghĩa là quả táo. Sau này các bạn học thì sẽ thấy là nó còn có một nghĩa nữa, đó là xin lỗi. Xin lỗi khi chào dùng trong trường hợp mà xin lỗi, nhưng mà nó đó chỉ là một câu xin lỗi lịch sự thôi, chứ cũng không hẳn là khi mà nhất thiết là dùng khi mà mình phải có lỗi. Tiếp theo đó là từ hoa ca, tức là họa sĩ. Hoa ca, hoa ca. Xa qua, đó là vần oa. Tiếp theo là đến vần uê. Xin lỗi các bạn, đây là do lỗi của chế tác, thế cho nên là cái chỗ này là người ta đã viết sai, không phải thú chi mà là thuê chỉ. Con lợn là thuê chỉ. Chỉ chứ không phải là thu chi như thế này. Rất xin lỗi các bạn. Các bạn đọc lại cho tôi nhé. Thuê chi, thuê chi. Và từ quê, quê, quê là cái từ để hỏi đấy, là tại sao, thường đứng ở đầu câu trong những cái câu mà hỏi tại sao. Các bạn đọc lại, thuê chi, quê. Tiếp theo là đến động từ chữ A, à chữ O ghép với chữ Y là V. Đây cũng là V-U-T-A, V-U-T-A, học thuộc lòng. V-R-E-R, V-R-E-R, tức là tiếng ngoại lai, tức là những cái tiếng mà như ban nãy tôi đã giới thiệu với các bạn, như ví dụ như là banana hay là tomato đấy, là những cái tiếng du nhập từ nước ngoài vào và người ta lấy cái phát âm của nó và người ta chuyển sang tiếng Hàn và trở thành tiếng Hàn và trở thành một cái bộ phận tiếng ngoại lai ở trong 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 Hàn cơ. Các bạn cũng thấy là đây chính là tiếng Hán. Uê có nghĩa là ngoại, re có nghĩa là lai, và ơ thì có nghĩa là ngữ. Uê ngoại lai ngữ, và khi dịch sang thì tôi đã dịch là tiếng ngoại lai cho nó thuần Việt. Tiếp theo là từ huê xa, huê xa có nghĩa là công ty. Tiếp theo các bạn học đến vần ua và vần, xin lỗi các bạn, đó là vần uê. Thâu rồi, chữ u và chữ ơ, thâu rồi có nghĩa là nóng.
Nguyên dạng của từ này nó là thập tạ, đóng thập tạ. Nhưng ở đây là tôi muốn chia động từ để cho các bạn có thể luyện tập được cái âm mua này. Thì đây cái đỡ đuôi này sau này các bạn sẽ học cụ thể thì sẽ hiểu rõ hơn, nhưng tôi chỉ giới thiệu sơ qua. Thì đây là một cái đuôi dùng kính trọng đối phương, thế nhưng ở mức kính trọng vừa phải, tức là với người mà mình cũng hơn tuổi chúng ta, thế nhưng mà chúng ta vẫn cứ phải cũng nên kính trọng người ta, nhưng mà vẫn ở cái mức độ là thân mật thì chúng ta dùng cái đuôi như thế này. Còn có cái mức độ kính trọng cao hơn thì chúng ta sẽ dùng theo cách khác. Thì trước hết là các bạn làm quen với cái từ này, đó là thờ quầy, một động từ đã chia ở mức độ ở cấp độ kính trọng thường. Tiếp theo là chuồi, có nghĩa là lạnh. Tương tự như vậy, cái từ này từ nguyên dạng của nó là chụp tà, có nghĩa là lạnh. Thế nhưng mà tôi cũng đã chia tính từ ra thì nó là chuồi. Tiếp theo mù câu rồi, có nghĩa là nặng. Cũng tương tự như vậy, thì đây động từ nguyên dạng của nó cũng là mù cấp cả chứ không phải là mù câu rồi. Mù cấp cả. Sở dĩ các bạn phải biết động từ nguyên dạng là để sau này chúng ta sẽ có nhiều cách chia khác nhau, tùy theo mức độ của kính trọng và tùy theo cái đối tượng mà chúng ta nói chuyện là ai. Chúng ta có thể là người mà không cần phải kính trọng chẳng hạn, thì chúng ta sẽ lại có một cái cách khác để dùng. Vậy thì các bạn phải biết được cái từ nguyên dạng của nó như thế nào, và từ đó các bạn mới có thể biến đổi nó theo từng tình huống một. Trước hết thì ngày hôm nay để luyện phát âm thì các bạn cứ đọc theo cái âm của chúng ta, theo cái từ mà chúng tôi đã chia ở đây là mu câu rồi. Tiếp theo đó là âm uê. Quê mê tả, có nghĩa là khâu vá. Uy, bản thân từ uy thì nó là trên, phía trên, ví dụ như là trên bàn. Và đây chúng ta học từ bàn ăn rồi đúng không? Xích thắc là ở trên bàn, là từ bàn ăn. Thế thì nếu chúng ta muốn nói là trên bàn thì chúng ta có nói là xích thắc uy ye. Uy thì đó, ê thì sau này các bạn sẽ học sao, nó là một cái từ để chỉ địa điểm. Khi nói đến một địa điểm nào đó hay là một cái vật cố định nào đó thì chúng ta phải ghép cái từ, một cái phụ từ đằng sau. Thế nhưng mà còn nếu mà khi mà muốn nói là trên bàn hay trên một cái gì đó ấy, thì chúng ta sẽ đặt cái từ uy này ở đằng sau cái danh từ, ra sau cái danh từ chỉ địa điểm đó hay là chỉ cái vật đó. Tiếp theo là từ quỳ, có nghĩa là cái tai của chúng ta. Quỳ. Tiếp theo từ tuy giả, có nghĩa là chạy. Và âm uy, các bạn đọc theo tôi, có từ uy trà, có nghĩa là ghế. Uy trà. Và uy xa, các bạn có thấy là chúng ta cũng thấy cái âm của nó là hơi giống tiếng của chúng ta không? Uy xa tức là y sĩ, uy là y, xa là sĩ, y sĩ nghĩa là bác sĩ. Tiếp theo là từ huê uy là hội nghị hay là một cái buổi họp thông thường thôi thì người ta cũng dùng từ huê uy rất nhiều. Các bạn thân mến, bài học của chúng ta ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Tôi đã giới thiệu và cùng các bạn luyện tập lại toàn bộ những cái phụ âm và nguyên âm của chúng ta, cách viết cũng như là cách đọc và một số các cái từ ngữ đơn giản mà tôi đã giới thiệu cùng các bạn. Các bạn cố gắng ghi nhớ được nghĩa của những cái từ này thì đó là điều rất là tốt, để các bạn có một cái số vốn từ nhất định. Khi mà chúng ta bắt đầu vào học các cái bài hội thoại thì nó sẽ dễ dàng và thuận tiện hơn rất nhiều. Và như đã hứa từ lúc đầu thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn từ người ta thường chào nhau. Đó là Annyeonghaseyo. Các bạn nhớ nhé, Annyeonghaseyo. Đó là lời mà chào khi chúng ta ở lại và chào người đối diện
với chúng ta là đi về, thì chúng ta sẽ chào là Annyeonghaseyo. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong buổi học lần sau.